xin kính chào quý vị đã đến với kênh sống hạnh phúc quý vị thân mến bậc quân tử tướng quân thời xưa mỗi người đều có những chuẩn mực và bí quyết của mình khi giải quyết một sự việc xảy ra khiến cho sự việc tưởng bế tắc thành thuận lợi đó là cái khôn ngoan khéo léo của trí tuệ dù vậy ai cũng có thể thông qua tu dưỡng mà đạt được. Phương pháp thứ nhất, chiến lược vòng vèo. Có rất nhiều người khi giải quyết sự việc hay nói thẳng thừng mọi điều, kết quả khiến việc không thành mà trái lại còn thường làm hỏng việc. Người khôn ngoan sẽ vận dụng tài trí khéo léo để làm mọi việc hạnh thông, như câu chuyện dưới đây. Vua Tề Cảnh công thời Xuân Thu là người rất thích nuôi chim ông để đại thần của mình là trúc công giúp ông trông coi con chim quý hết mực yêu mến nhưng khốn thay vì không cẩn thận trúc công để con chim bay mất đầy cảnh công vô cùng nuối tiếc tức giận muốn giết trúc công một vị tướng của nước tề là yến tử sau khi biết được sự việc đã nói với tề công dạ được xử hắn chết để tạ tội với hoàng thượng nhưng trước khi giết chết Trúc Công, thần muốn luận tội của ông ta trước mặt Hoàng thượng, để ông ta chết, cũng nhắm được mắt. Nói lời, sau đó Yến Tử truyền lệnh cho người trói Trúc Công, rồi lớn tiếng luận tội, có ba tội. Thứ nhất, con chim mà vua yêu thích, đã bị Trúc Công sơ ý làm bay đi mất. Tội thứ hai, chỉ vì con chim bay mất, mà khiến vua phạm tội giết người tội thứ ba trúc công chết rồi cũng chẳng sao nhưng việc vua vì một con chim mà giết người bị truyền ra ngoài thì quốc vương các nước chư hầu và toàn dân sẽ cười nhạo nói tề vương coi trọng một con chim hơn tính mạng của con người như vậy chẳng phải làm bài hoại danh tiếng của vua rồi sao Tề cảnh công nghe xong chợt bừng tỉnh. Liền cười nói, ta hiểu rồi hãy nhanh chóng thả trúc công ra. Đây chính là sự thông minh, sử dụng chiến lược vòng vèo của Yến Tử, nhờ đó mà khiến Tề Vương tự nhận ra cái sai của mình. Lại cứu mạng được một đại thần, binh pháp tôn tử, gọi đây là biến cong thành thẳng. Phương pháp thứ hai, tư duy suy nghĩ trái chiều. Tôn Tấn là một nhà binh pháp nổi tiếng thời chiến quốc. Câu chuyện kể lại, khi ông tới Ngụy Quốc cầu danh, Ngụy Huệ Vương, lòng dạ hẹp hỏi, đố kỵ người tài hoa, cố ý làm khó, và nói với ông, nghe nói người rất có tài năng, nếu nhà người có thể làm ta, đang ngồi trên này, đi xuống dưới đó, thì ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm tướng quân. Ngụy Vương vừa nói vừa thầm cười nhạo tôn tấn, ta sẽ không đứng lên để xem nhà ngươi làm thế nào. tôn tấn nghĩ ngụy vương ỉ lại việc mình đang ngồi trên ngai vàng, nếu ta dùng hành động cưỡng ép ông ấy xuống đây sẽ mang tiếng đắc tội với hoàng đế mà chịu tội chết. làm thế nào được? chỉ có cách dùng lối tư duy nghịch hướng để ông ta tự động xuống đây. Tôn Đấn bèn nói với nhà vua. Thưa đại vương, gờ tôi thật sự không có cách nào. Có thể làm ngài đang ngồi trên ngai vàng. Đi xuống đây. Nhưng tôi có cách để làm ngài. Đang từ đây. Lên ngồi trên ngai vàng. Ngụy vướng nghĩ thầm. Thế thì cũng có gì khác nhau chứ? Ta cứ không ngồi lên ngai vàng. Để xem nhà ngươi làm thế nào nói xong vua hớn hở đi từ trên ngai vàng xuống chỗ tôn tẫn tôn đẫn liền nói bây giờ thật sự tôi không có cách làm đức vua trở về ngai vàng nhưng tôi đã làm cho ngài từ trên ngai vàng đi xuống dưới này ngồi lúc này ngụy vương mới biết mình đã mắc mưu chỉ còn cách phong cho ông làm tướng quân phương pháp thứ ba công bình ôn hòa công bình ôn hòa chính là trung dung trung dung là một tiêu chuẩn đạo đức của nho giáo chính là yêu cầu người ta khi đối nhân xử thế nên giữ công bằng chính trực hài hòa vô tư không thiên vị có câu chuyện kể như sau trong điều luật nước lỗ có quy định nếu có người dân trong nước dám bỏ tiền ra đi chuộc những người dân bị nước láng giềng bắt về làm tỳ thiếp thì vua sẽ ban cho một món tiền thưởng học trò của đức khổng tử là tử hiền là người giàu có sau khi chuộc người về lại không muốn nhận tiền thưởng khổng tử biết được liền mắng anh ta con sai rồi người quân tử khi làm việc nên tự thay đổi nguyên tắc của bản thân trở thành tiêu chuẩn kiểu mẫu cho quần chúng sao mà có thể chỉ vì sự cao hứng của bản thân để đạt chút hư vinh mà có thể tùy ý muốn sao làm đó hiện nay nước lỗ dân số ít đại đa số lại là nghèo coi làm như vậy vô hình chung lại tạo thành tiền lệ không tốt về sau khiến mọi người đều nghĩ chuộc người về mà nhận tiền thưởng là một việc làm mất mặt sau này còn ai dám đi chuộc người về nữa từ nay về sau phong trào chuộc người về nước sẽ dần dần bị biến mất thì sao tử hiền vô cùng bội phục tấm lòng quảng đại của khổng tử tuyệt đối không phải là một người chỉ học bắt trước về đạo đức mà là một người công bằng chính trực hài hòa không chỉ nghĩ một mà còn nghĩ hai suy nghĩ trước sau để việc mình làm không tổn hại đến toàn thể làm việc gì cũng nghĩ đến đại cục trước chứ không kể tư tâm của mình ra sao phương pháp thứ tư bình tĩnh mỗi lần đối diện với việc lớn trong tam quốc diễn nghĩa có ghi chép sau khi lưu bị chết nước ngụy và nước ngô liên kết với các dân tộc thiểu số mang ngũ lộ đại quân tiến đánh nước thục khi ngũ lộ đại quân đánh tới nơi lưu a đầu bị dọa sợ tới gần chết chứ đừng nói tới việc dẫn đầu đại quân đi chống lại. Nhưng Gia Cát Lượng thì ngược lại, tự ra mình trong vòng ba ngày. Không tiếp khách, tĩnh tâm suy nghĩ đối sách, kết quả ngũ lộ đại quân, bị sự ung dung của ông hóa giải. Đây chính là câu chuyện Gia Cát Lượng, an cư bình ngũ giải nổi tiếng. Tôn Tấn và Gia Cát Lượng đều là những nhà đại chính trị, nội thánh ngoại vương, bên trong là tài đức của một bậc thánh hiền bên ngoài là từ bi lương thiện của một bậc đế vương hiếm có trong lịch sử đều là những người đạt được sự tự tĩnh chỉ trong suy nghĩ trong giới tử thư gia cát lượng đã tổng kết một cách thấu đáo cái gọi là phi ninh tĩnh vô dĩ trí viễn không đạm bạc thì không thể sáng được trí không yên lặng thì không thể nghĩ được xa có những đạo lý ở đời tồn tại hàng ngàn năm bất biến và một khi lĩnh hội được những thứ đó vận mệnh của chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều năm câu nói dưới đây thật đáng để đọc và suy ngẫm một oán trách là một thứ thuốc độc oán trách sẽ hủy hoại ý chí của con người làm vơi bớt sự nhiệt tình vốn có trong chúng ta thay vì oán trách số phận hãy tìm cách thay đổi số phận của chính mình thay vì oán trách cuộc sống chi bằng hãy cải thiện cuộc sống dù sao đi nữa oán trách không đồng nghĩa với việc tìm ra cách để giải quyết vấn đề vì thế cho nên trong cuộc sống này khi chúng ta phải đối mặt với những chuyện gì đi nữa hãy hãy dồn sức cho việc tìm ra biện pháp giải quyết khắc phục thay thế tìm kiếm các lý do để bảo vệ lấp liếm hay oán trách đổ lỗi cho người khác kẻ mạnh không phải là những kẻ không có nước mắt mà họ nuốt nước mắt vào trong để tiếp tục hướng về phía trước hai cuộc sống khổ sở chỉ bởi dục vọng quá nhiều cuộc sống vốn dĩ không khổ con người cảm thấy khổ là bởi dục vọng quá nhiều. Và khi không thể đạt được, họ sẽ cảm thấy bế tắc, khổ sở và hẳn là sẽ có thêm sự oán trách. Đời thật bất công. Trên thực tế, đã có rất nhiều người thông minh nhưng không thể đặt chân lên con đường thành công. Ai cũng biết rõ rằng trong cuộc đời mỗi con người khó có thể tránh được những lúc khó khăn đến mức không thể vượt qua những lúc như thế hãy lùi một bước cũng là một cách hoặc hãy tìm biện pháp khác dù tốn thời gian hơn một chút mất nhiều công sức hơn một chút nhưng đạt được mục đích vẫn hơn là cố chấp muốn đạt được dục vọng ngay lập tức và sau đó nhận kết cục cay đắng trong cuộc sống này khó khăn đôi khi lại là cởi mở tìm một con đường thẳng cũng chẳng gần để đi đôi khi lại là quyết định thông minh và sáng suốt chỉ tiếc rằng nhiều người trong chúng ta chưa nghĩ được như vậy không thể từ bỏ hoàn toàn hoặc tạm từ bỏ được dụng vọng quá lớn để rồi tự rước đau khổ về mình bởi dục vọng của con người gần như vô tận nên con người càng phải tỉnh táo để nhận ra rằng những thứ thực sự khiến chúng ta thỏa mãn đôi khi rất ít và đôi khi những thứ đó lại đơn giản đến mức không tưởng ví dụ như một nụ cười một sự cho đi dù rất nhỏ hãy tu tâm dưỡng đức để biết nhu cầu nào là cần thiết và nhu cầu nào là nên buông bỏ để sống với bớt khổ đau ba càng nỗ lực càng may mắn với bất cứ ai trong chúng ta việc được trải nghiệm nhiều được pha phước nhiều một cách tự nhiên sẽ khiến cho người đó suy nghĩ tư duy nhiều hơn và càng xuất sắc con người càng nỗ lực những người ưu tú luôn nhìn thấy những người giỏi hơn mình trong khi những người bình thường thường chỉ thấy những người kém hơn mình mà thôi hãy nhớ kỹ câu nói càng nỗ lực bạn sẽ càng may mắn và hãy coi đó là kim chỉ nam để mỗi người chúng ta có thể chủ động nắm giữ vận mệnh của chính mình. 4. Hãy giữ cho mình ở trạng thái tốt nhất. Trạng thái tốt nhất chính là cảm giác thỏa mãn, an nhiên cho mọi cảnh ngộ của cuộc sống. Gặp sự cố nào đi nữa cũng không hấp tấp nóng vội. Trạng thái tốt nhất là cảm xúc biết yêu thương, quan tâm lo lắng cho người khác nhưng đừng bám giết làm phiền họ trạng thái tốt nhất là khi con người có suy nghĩ lý tưởng làm việc theo lý tính hài hước dám nói về điểm chưa được của bản thân biết vì những người thân yêu mà từ bỏ mọi thủ đoạn không tốt đẹp hãy giữ một cái tâm thật tính giữa dòng đời biến động và nên nhớ rằng thứ có thể quấy nhiễu lòng bạn thường là tâm soi mói của ta thứ có thể thương tổn ta thường là điều luẩn quẩn trong lòng hãy biết buông bỏ chính bản thân ta được sống trong trạng thái thoải mái nhất nếu chúng ta hòa nhã sẽ không ai đáng hận nếu không truy xét sâu xa không ai có thể làm chúng ta phiền lòng và khi có trạng thái tốt nhất mọi việc chúng ta làm xuất phát từ trái tim yêu thương khối óc lý trí sẽ đạt được kết quả như mong đợi năm phải tin vào chính mình khi bạn thông minh có thể sẽ có người nói rằng bạn nhiều thủ đoạn khi bạn nỗ lực có thể sẽ có người nói chẳng qua là bạn gặp may khi bạn chân thành có thể sẽ có người nói bạn giả tạo trong cuộc đời mỗi chúng ta hẳn sẽ gặp phải rất nhiều người và hãy nhớ chúng ta không cần thiết phải sống theo cách đánh giá nhìn nhận của họ chỉ cần chúng ta giữ cho tâm luôn sáng không hổ thẹn với lòng mình ngoài ra đừng bao giờ nghĩ đến việc phải lấy lòng ve vãn những kẻ không hiểu mình càng không nên suy nghĩ lăn tăn về những kẻ cố tình dìm mình cho dù cả thế giới có phủ nhận chúng ta hãy cứ tin vào bản thân mình Thế là đủ. Lĩnh hội thấm nhuần năm câu nói trên. Hẳn mỗi chúng ta sẽ dung hòa được mọi thứ trong cuộc sống. Hãy tin rằng trong cuộc sống này, vạn sự tùy duyên, cứ nỗ lực hết sức, làm đúng với lương tâm, không hổ thẹn với lòng mình. Tân nhân lực chi thiên minh. Phần cuối video, kính mời quý vị lắng nghe câu chuyện cảm động sâu sắc của tác giả. Thí Lê Khoảng năm 1981 đến 1982, đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thổ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau ba ga cho khách ngồi. Êm đít. Mỗi sáng cứ 5 giờ là tôi ra đứng trước kiệt số 7 Hoàng Diệu Đà Nẵng để chờ khách. Khi trời bắt đầu sáng, thì ngõ đường Hoàng Diệu nơi gần trường đang dậy, Rất dễ gặp học trò chạy xuống đường Lý Tự Trọng hoặc Trần Cao Vân đứng đón khách. Có khách hay không thì 10 giờ 30 phút phải quay về nấu cơm ăn để chiều. Lên lớp. Một buổi sáng đang bon bon trên đường Trần Cao Vân trước chợ lầu đèn. Chạy về nhà chuẩn bị đi dạy thì có một bà cụ dáng rất nhà quê đón xe. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì được một quốc xe có thêm tiền. Lo vì sợ khách đi xa. Không về ăn cơm kịp để 12 giờ 30 phút vào dậy tiết một. Tôi phanh xe và hỏi. Cụ đi mô. Bà cụ nói. Đây xuống bến xe Vĩnh Trung. Mi lấy mấy? Thấy tuyến đường trùng với lộ trình về nhà của mình nên tôi nói đúng giá là một đồng rưỡi. Còn trừ cụ cho mấy cũng được. Cụ không có tiền, thì con chở giúp cụ một đoạn. Con đang trên đường về. Bà cụ cười dơ hàm răng toàn. Lợi và nói, thằng Ni đi thồ, mà nói nghe vui hì. Nói xong, bà cụ cúi xuống cầm đôi dép lào đã mòn lín. Hai cái gót đã thủng hai lỗ lớn, bằng đồng bạc cào lưng cụ bỏ đôi dép vào giỏ xe của tôi và nói. Xuống bến xe, mi nhớ nhắc tao lấy đôi dép ni, chớ không phải mi đợi tao quên, rồi lấy luôn nghe chưa. Tôi cười bảo, cụ yên tâm, con không mang dép bằng tay, nên không lấy đôi dép ni mô. Lên xe chuyện qua chuyện lại mới biết, bà ở thanh quyết điện bàn ra thăm mang cho con trai đang làm công nhân ở cảng một bao gạo. Vì nghe nói gạo mua tiêu chuẩn ăn không đủ, bữa nào cũng chỉ lưng bụng mà đi làm. Còn bà thì biết tôi là thầy giáo cấp 3, đi xe thổ thêm ngoài giờ để mua sữa cho con. Nghe hoàn cảnh của nhau, cả hai bà cháu đều im lặng. Một chập tôi nghe bà ngồi sau chép miệng rồi nói: răng ai cũng khổ hết chân di hè đến bến xe vĩnh trung tôi quay lại dặn cụ ngồi im đừng lo để con tìm xe vĩnh điện cho cụ đi bến xe đông sợ cụ tìm không ra tìm được xe đi vĩnh điện tôi phanh xe đạp và nói với cụ cụ nhớ lấy đôi dép con chở hộ cụ một đoạn thôi không lấy tiền bà trả lời thằng ni nói nghe được tao không trả tiền xe nhưng chờ tao một xị. Si. vừa nói cụ vừa lật lớp áo ngoài rồi mở cây ghim túi áo trong và lấy ra ba đồng đưa cho tôi tôi nói con nói rồi con chở dùm không lấy tiền xe cụ bảo tao cũng không trả tiền xe tao cũng không cho mi mi có chân có tay có sức dài vai rộng. Mi làm mi ăn. Tiền ni tao gửi mi, đem về mua sữa cho cháu tao. Mi không lấy. Tao la làng là mi móc túi của tao. Răng, nhận đi con, cho bà vui. Nói xong cụ nhét tiền vào túi áo của tôi, rồi cắp nách đôi dép lào đã mòn gót leo lên xe. Lần đó, tôi đứng khóc một mình giữa bến xe Vĩnh Trung cho đến khi chuyến xe đỏ rời bến chạy khuất bà ơi bà đang ở cõi nào nay con có thể viết những bài báo nhận nhuận bút đứa cháu nhỏ thời đó nay đã là tiến sĩ làm giảng viên của một trường đại học danh tiếng nhưng có lẽ cho đến lúc chia tay cuộc đời này con vẫn còn nợ bà